Đức thoát thua Thụy Sĩ ở phút bù nhờ bàn gỡ muộn của Niklas Fulkrug, đội chủ nhà mới có thể hòa Thụy Sĩ 1-1 ở lượt cuối và giữ lại vị trí nhất bảng ISO 2024. Qua phút thứ 90, không khí trên sân Frankfurt Arena khá ảm đạm. Việc chủ nhà bị dẫn 0-1 và đối diện nguy cơ mất đỉnh bảng khiến phần lớn khán giả không còn cảm hứng để hô hào. Thay vào đó là những gương mặt lo âu, thất thần, trái ngược với khu vực dành cho cổ động viên Thụy Sĩ đang dậy lên những tiếng hát vang. Nhưng, đến phút bù thứ 2 trong tổng số 5 phút đá bù, gió bỗng đổi chiều. Từ quả tạt vào bên cánh trái của David Rom, tiền đạo Niklas Fulkrug bật cao đánh đầu lái bóng vào góc trái phía xa, khiến thủ môn Ian Sommer đứng chôn chân. Pha làm bàn này ghi dấu của hai cầu thủ vào sân thay người, không chỉ giúp Đức thoát thua Thụy Sĩ mà còn giữ vững đầu bảng A, cũng như niềm kiêu hãnh của chủ nhà. Sau 3 trận, Đức có 7 điểm, hơn Thụy Sĩ 2 điểm. Trong khi đó, Hungary vươn lên đứng thứ 3 với 3 điểm, sau trận thắng kịch tính Scotland 1-0 Đức bước vào trận đấu này với đội hình chính không đổi so với 2 trận đầu, dù chắc chắn đi tiếp. Trong đó, ba hậu vệ Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt cùng tiền vệ phòng ngự Robert Enrich sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp nếu nhận thêm thẻ phạt. Cuối cùng, ta lĩnh một thẻ vàng ở phút 38 và sẽ lỡ vòng 1-8. Trong khi đó, Thụy Sĩ thay hai vị trí so với trận hòa Scotland 1-1. Huấn luyện viên Murat Yakin làm mới hàng công khi Fabian Reeder và Brin Embolo thay thế Serzan Sakiri và Ruben Vargas. Hàng thủ 5 người vẫn được sử dụng để duy trì sự chặt chẽ trước hàng công chủ nhà. Ngay khi khai cuộc, Đức đã tấn công dồn dập với cơ hội đầu tiên là cú đánh đầu của Kai Havertz đi đúng vị trí của thủ môn Sommer. Trong 15 phút đầu, đội bóng của Julian Nagelsmann kiểm soát bóng đến 80% và tạo nên hình ảnh quen thuộc với 10 cầu thủ, trừ thủ môn Manuel Neuer, tràn hết sang 1/3 sân đối phương. Phút 17, từ tình huống bóng được phá ra khỏi cấm địa Thụy Sĩ, Robert Enrich khống chế rồi tung cú sút chân phải từ khoảng 24m, đưa bóng đập đất vào góc trái thành bàn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định Jamal Musiala đã phạm lỗi với Michel Abiser ở tình huống trước đó, trong nỗ lực băng vào vòng cấm nhưng dứt điểm hụt. Từ đó, Thụy Sĩ dần tìm lại cân bằng, buộc tuyến giữa của Đức chuyển ngang hoặc về sân nhà nhiều hơn. Tuyến dưới đội khách cũng làm chơi tốt hơn trong khâu chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công và thành quả đến ở phút 28. Từ sân nhà, bóng luôn chuyển nhanh lên cho Fabian Reeder rồi Remo Freuler trước khi được căng ngang tầm trung vào cấm địa của Đức. Thoát khỏi sự kèm cặp của Joshua Kimmich và Antonio Rudiger, Jan Roy đệm chân phải vào góc cao mở tỷ số cho Thụy Sĩ. 3 phút sau, đội khách đã có thể nhân đôi cách biệt nếu cú sút chéo góc phải của Roy không chạch cột găng tắc. Việc bất ngờ bị dẫn khiến Đức chơi bế tắc, dù kiểm soát bóng 69%. Bài tủ dồn ép cánh phải rồi đột ngột chuyển hướng sang trái cho Mittelstadt cũng bị bóp nghẹt. Sang hiệp 2, Đức cố gắng chơi đa dạng hơn. Phút 50, út chọc khe từ gần giữa sân xé toang hàng thủ Thụy Sĩ. Musiala thoát xuống sút sát vòng cấm nhưng trúng vị trí của Sommer. Gundogan băng vào đá bồi chạch cột do lỡ đà nên không sút trúng tâm bóng. Cuộc chơi giờ đây do Đức làm chủ với liên tiếp cơ hội nhưng thiếu chính xác ở những cú chạm cuối. Lần lượt Toni Kroos sút chạch cột, rồi Havertz đánh đầu vọt xa và đập mép trên xà ngang. Phút 70, quất đi bóng kỹ thuật bên phải lừa qua một hậu vệ, rồi căng ngang vào vòng cấm cho Kimmich dứt điểm ở vòng 5m50, nhưng Manuel Akanji chơi lăn xả cản phá. Cuối hiệp 2, Thụy Sĩ đáp trả bằng hai cơ hội nguy hiểm. Phút 84, Ruben Vargas băng xuống dứt điểm chân trái trong vòng cấm vào góc phải, nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị. 4 phút sau, Granit Xhaka cơ lỏng chân trái từ khoảng 26m vào góc trái, khiến Neuer phải bay người hết cỡ đẩy bóng. Khi Thụy Sĩ ngỡ sắp tạo địa chấn, bàn gỡ đến ở phút bù thứ 2. Fulkrug đã ghi 4 bàn khi vào sân thay người ở ESO và World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ châu Âu nào khác. Ở vòng 1-8, Đức sẽ chạm trán đội nhì bảng C khả năng là Đan Mạch hoặc Slovenia. Trong khi đó, Thụy Sĩ gặp đội nhì bảng B, khả năng cao là Italy. Hungary phải chờ kết quả các bảng khác và hy vọng đứng trong top 4 đội đứng thứ 3 thành tích tốt nhất. Đội hình xuất phát: Đức, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt, Robert Enrich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Florian Wirtz, Kai Havertz Thụy Sĩ, Ian Sommer, Fabian Sar, Manuel Akanji, Ricardo De Ligt, Sylvain Wismer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Abiser, Fabian Reeder, Jan Roy, Brin Embolo,